Giữa thành phố Hồ Chí Minh nhộn nhịp và hiện đại, có một nơi như lắng động với thời gian mà ít ai biết đến. Đó là nơi trưng bày đồ cổ của ông Hoàng Văn Cường, 70 tuổi. Đây là một trong những nơi trưng bày bộ sưu tập cổ vật của ông Cường. Ngày trước, ông Cường là một phóng viên chiến trường. Sau ngày đất nước thống nhất, ông Cường chọn cho mình một hướng đi với niềm đam mê cháy bỏng, đó là sưu tầm cổ vật. Đến nay, ông Cường sở hữu bộ sưu tập hơn 2.000 món đồ cổ. Hôm nay tôi đang ngồi trên một cái giường là Quý Phi Sà, cái giường của Quý Phi. Mà trước đây thì gia đình của bà Từ Vũ á, ở Gò Công á, tôi mua 1966, tôi mang về đây. Từ đó thì tôi vẫn giữ canh cánh trong bên gia đình tôi. Ai mua bao nhiêu tôi cũng không muốn bán, vì cái giường này chạm trổ đẹp, phải nói là rất là tinh vi. Để sở hữu được bộ sưu tập đồ cổ như hiện tại, ông Cường dành rất nhiều công sức và tiền bạc cho đam mê này. Cứ có tiền và nghe ở đâu có đồ cổ là ông lại lên đường tìm đến. Ở thành phố Hồ Chí Minh, ông Cường có những nơi trưng bày tại quận 1, quận 9, quận 7. Những địa điểm này ông Cường luôn mở cửa để chào đón mọi người đến nghiên cứu, tìm hiểu. Ông Cường mất khá nhiều thời gian để tìm tòi, lưu giữ nét đẹp văn hóa, nhưng chưa bao giờ xem nghề sưu tầm đồ cổ là một nghề để kiếm sống. Việc trao đổi hay bán đi một cổ vật nào là chuyện ông Cường chưa hề nghĩ đến, thế nên kho tàng đồ cổ của ông càng thêm phong phú. Tôi mong rằng giới trẻ hãy ý thức được những cái gì mà ông cha mình giữ gìn thì mình nên gìn giữ, đừng có để mai một và bán đi ra ngoài, uổng lắm. Sau này các bạn nếu có giàu có hoặc là có tiền có bạc đi nữa, các bạn đi tìm lại cũng có đâu, một lần thôi. Cái đời này cái người ta nói quý vật thì tìm quý nhân, một lần này đến nhà mình mà ra đi rồi là ra đi vĩnh viễn, sau này mình có tiền mình tìm mua cũng không bao giờ gặp nữa đâu. Thì sau khi mình tham quan rất là nhiều bảo tàng hay là một số bộ sưu tập tư nhân thì mình thấy số lượng đồ cổ mà anh Cường giữ thì nó rất đáng quý, bởi vì ở đây không phải là đồ xưa, ở đây không phải là đồ cổ, mà đây là một câu chuyện về văn hóa của Việt Nam. Đây là những cái món đồ mà mình gọi là ngự dụng, tức là đồ của vua chúa. Thì qua những cái món đồ này nó nói lên được về những cái lịch sử của dân tộc và nói về những cái văn hóa ông cha ta đã gầy dựng nước như thế nào. Mong ước cuối đời của ông Cường là xây dựng một nơi làm bảo tàng tư nhân, trưng bày tất cả các đồ cổ để lưu giữ giá trị văn hóa cho mọi người cùng tham quan, chiêm ngưỡng.